chỉ vài ngày mưa to gió lớn, ngôi nhà này ở khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An đã sập một phần. Được cảnh báo từ trước, một số người sinh sống trong gia đình đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn. Vật dụng cần thiết trong gia đình cũng được gửi nhà hàng xóm. Tuy nhiên, hàng chục hộ gia đình ở khu phố Thịnh Mỹ cảm thấy bất an bởi tốc độ ăn sâu vào đất liền ngày một nhanh hơn. Dự án xây kè phá sóng triển khai quá chậm. Tức là cái tiến độ nó không kịp cái thời vụ. Nên chi là 23 này còn nguy cơ một tiếng từ đây, từ Tân Thịnh này đến Ông Bằng, tức là rất hết sức là nguy hiểm. Khu vực sạt lở này tiếp giáp với bờ biển Cửa Đại, Hội An. Theo người dân địa phương, khi tuyến đê kè biển Cửa Đại hoàn thành, khu vực biển Thịnh Mỹ này sạt lở ngày một nhanh hơn. Nhiều gia đình đã tự xây kè bằng dọ đá, kè bằng bao cát chuyên dụng để giữ đất, giữ là. Thế nhưng giải pháp này cũng không mang lại hiệu quả. Khu vực này trước đây là một bãi biển rất là đẹp, có 29 cái nhà hàng ở bên đây này và nhiều khu dân cư. Tuy nhiên, trong cái đợt mưa lũ vừa qua thì biển đã xâm thực vào đất liền hàng chục mét, uy hiếp hàng loạt ngôi nhà ở đây. Và người dân ở đây thì rất là lo lắng với tình trạng xâm thực của biển. Và tỉnh Quảng Nam thì đang có phương án để mà kè cả khu vực này. Tuy nhiên, cái việc triển khai dự án này thì rất là chậm và mùa mưa này thì khó mà triển khai kịp thời. Không còn nơi để tránh trú, nhiều gia đình đang bám trụ tại những ngôi nhà sát biển. Bất lực, hàng ngày, người dân làng biển Thịnh Mỹ chỉ còn cách hướng mặt ra biển để theo dõi mức độ sạt lở, để di rời khẩn cấp, phòng ngừa tai nạn chết người. Hàng trăm triệu đầu tư vào bờ kè này nhưng khả năng sẽ tan theo bọt biển. Nỗi lo mất tiền, mất nhà không còn là dự báo, mà hiện thực đang diễn ra ngay trước mắt.